nhà và sức khỏe sức khỏe và cả nhà bên ánh đèn, tôi viết tên mẹ mình bằng chữ in đậm ngay ngắn Naomi Ruth sát kin trong kinh thánh gia đình của chúng tôi. Kinh thánh đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác với mục trước đó chỉ được nhập vào 6 tháng trước. Mẹ đã đặt tên cha Joseph Allenkin, sinh ngày 14 tháng 4 năm 1888 mất ngày 23 tháng 12 năm 1937. Bên dưới tên ông là mẹ tôi với ngày sinh và ngày mất của bà được liệt kê là 21 tháng 5 năm 1902 và 20 tháng 6 năm 1938. Sau này tôi sẽ nhập thông tin khai sinh về em gái sơ sinh của tôi, cho đến ngày nay, tài liệu này là đủ. Ngày mai là một ngày khác cho nỗi buồn và sự nhớ lại. Bà tôi Mary Elizabeth Rea đi sát tắm cho con gái lớn của bà bằng nước ấm tôi lấy từ bếp nấu ăn. Tôi đã giúp cô ấy mặc chiếc váy cotton đẹp nhất có in hoa. Khi bà của tôi gội đầu cho mẹ, để khô trong không khí, một thời gian sau, bà quay lại chải mái tóc dài màu nâu của mình, sau đó thắt bím và tạo thành một búi tóc. Bàn tay bà nội run lên khi bà đặt những bông hoa khô vào tay con gái mình. Trên chiếc bàn bằng cây phong mà bố tôi và anh trai John đã cùng nhau xây dựng một ngọn nến lung linh. Tôi đã hứa với bà và Popo rằng tôi sẽ ngồi suốt đêm với người thân đã khuất của chúng tôi. Phong tục này cho phép ai đó sẽ ở cùng với thi thể cho đến khi chôn cất. Jonathan David, 16 tuổi và em trai tôi, Jack Allen, 14 tuổi, bước vào phòng khách và John bình luận về việc làm hai chiếc quan tài bằng gỗ cẩm lai với cha chúng tôi và cất chúng trong nhà kho cho đến khi cần. Tôi được đặt tên cho bà của tôi là Anna Marie Anderson Kin đã mất trước khi tôi được sinh ra. Bố nói mẹ là người kể chuyện của gia đình, những câu chuyện của cô bắt nguồn từ Donegal, Ireland và đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ trong hơn 100 năm. Trong một tuần nữa, tôi sẽ 12 tuổi ánh sáng sớm chiếu qua một cửa sổ của cabin bà nội ôm đứa con gái nhỏ vào lòng và gật đầu khi nó đông đưa trong chiếc máy quay bằng gỗ rồi mà mẹ đã làm dung chuyển tất cả chúng tôi cho đến tận bây giờ đứa bé có một mái đầu đầy tóc đen như than và đôi mắt xanh sáng thu hút mọi ánh nhìn xung quanh granny đột một tỉnh dậy và nói đứa trẻ bạn có công việc vặt khi đặt tên cho đứa bé này hãy đặt nó thành một cái tên phù hợp tôi sẽ thử granny tôi vừa nói vừa đi ra ngoài để làm việc nhà một con chim sẻ màu vàng bay ngang qua cánh đồng rộng lớn bước vào chuồng gà mái tôi nhìn trộm con gà mái đỏ rốt trong hộp làm tổ của nó mồi trên những quả trứng sớm nở ra đàn gà con của cô tôi gom bảy quả trứng vào giỏ mắt chúa của mình và thả những con gà mái và gà trống khác thả rông băng qua chuồng trại tôi mở chốt cửa chuồng bằng một cái kéo trượt con bò sữa của chúng tôi beo đã sẵn sàng được phát sữa Túi của cô ấy đã đầy và khi tôi bóp nhẹ bầu vú của cô ấy bằng vài cái bóp nhẹ cái thùng nhỏ màu bạc của tôi đã đầy. Thả cô ấy ra khỏi quầy hàng của mình, tôi lắng nghe cô ấy dùng chiếc chuông đồng nhỏ xíu khi cô ấy đi đến cánh đồng gần đó để chăn thả. Chú chó Collie Sparky của chúng tôi đi vòng quanh chuồng và theo tôi vào trong cabin để kiên nhẫn chờ được cho ăn. Những người hàng xóm gần nhất của chúng tôi cách chúng tôi khoảng 5 dặm trong đất nước nhiều đồi núi này. Nhà thuyết giáo mục sư Thomas Carter và vợ ông là Martha đến vào buổi sáng của đám tang, mang theo một ít bột mì, đường và một bao táo thơm ngon vàng và đỏ. Martha sẽ làm món bánh táo chiên mà cô ấy nổi tiếng. Bà ngoại đang chuẩn bị thịt gà và bánh bao, đậu xanh nấu với hành tây và bánh mì ngô. Những người phụ nữ từ nhà thờ của chúng tôi mang theo giam bông, gà rán, bánh quy và nước thịt. Người yêu của John là Sarah Ann đã mang rau cải xanh và đậu canh mẹ và cha của cô ấy đã mang cô ấy đến và cung cấp toa xe chở hàng của họ để chở mẹ đến nghĩa trang của gia đình ở thung lũng Little Pumpkin gần nhà thờ Compromise được thành lập vào năm 1886. Khi đến nhà thờ nhỏ ở nông thôn, chuông nhà thờ đã vang lên số năm cuộc đời của mẹ tôi. Và tôi đã ôm một cách dễ thương tấm chăn bông ngôi sao của Bethlehem về mẹ tôi. Bên cạnh những bông hoa giải khô trong tay mẹ tôi, tôi đặt một nhánh từ đinh hương là loài hoa yêu thích của bà hội thánh hát amazing grace mà không có nhạc đệm khi tôi nhận ra cái tên được chọn cho đứa em gái sơ sinh của tôi melody grace tôi ngồi trên chiếc cọc rồi cứng giữa những người anh em của tôi đang ôm chặt lấy tay họ nước mắt tôi tuôn rơi không ngừng vì tình yêu của mẹ thân yêu của tôi mối quan hệ họ hàng trên núi kéo dài để che đậy nỗi đau đớn cái chết sự ra đời mới nghèo đói mong muốn và một tình yêu bền chặt khi rời nghĩa địa nhà thờ hầu hết mọi người đã gói ghém một số bánh quy răm bông và bánh táo chiên cho chuyến về nhà tại lò sưởi một em bé đau bụng được bế và đung đưa theo một giai điệu miền núi cổ một bài hát bất hù như núi rừng và chân thành như tiếng chim hót lúc tan tầm ngôi nhà là nơi trú ẩn khỏi các yếu tố khắc nghiệt của thời gian thời tiết và sự mục nát nơi ẩn náu để ngăn chặn sự bất trung và lòng tham của công ty Mười năm trôi qua như một giấc mơ chúng tôi ổn định thành nếp sinh hoạt hàng ngày. Granny và Popo đã nuôi dạy chúng tôi, dạy chúng tôi các giá trị của đạo đức là Home and Hearth, Hearth and Home, by the Lamplight. I wrote my mother's name in neat bold lettering Naomi Ruth, Dysart, keen in our family Bible. The Bible had been passed down from one generation to the next with the previous entry entered only six months ago. Mother had placed father's name, Joseph Allen Keene, Born April 14, 1888, died December 23, 1937. Beneath his name was my mother's, with her birth and death dates listed May 21, 1902, and June 20, 1938. Later, I would enter the birth information about my infant sister. enduring during this day, this documentation was enough. Tomorrow was another day for sorrow and remembrances. My grandmother Mary Elizabeth Rhea. Dysart bathed her adult daughter with warm water I took from the cook stove. I helped dress her in the best cotton dress with floral print. As my granny washed mother's hair, let it air dry, she returned some time later to brush her long brown hair then braid it and form it into a bun. Granny's hands trembled as she placed dried flowers in the hands of her daughter. On the table of maple, that my daddy and brother John built together, a candle flickered i promised my granny and papa that i would sit up through the night with our dead loved one this custom allowed that someone would be with the body up until the burial jonathan david sixteen my younger brother charles allen fourteen stepped into the sitting room and john commented on making the two rosewood caskets with our father and storing them in the barn until needed. i was named for my grandmother's anna marie anderson keene died before i was born. Daddy said his mother was the family storyteller. Her stories originated in Donegal, Ireland, and had been passed down in generations for over a hundred years. In another week, I would be twelve years old, early morning light shone through the cabin's one window. Granny held the baby girl in her lap, nodding as she rocked in the oak rocker that Mama had rocked all of us until now. The baby had a head of full hair. Black as coal, and bright blue eyes taking in all around her. Granny woke abruptly and said, Child, you have the chore of naming this baby. Make it a right putty name. I will try Granny. I said as I went outside to attend to chores. A yellow finch flitted across the open field. Entering the hen house, I peeked at the road red hen in her nesting box. Sitting on eggs, soon to hatch her brood of chicks. I gathered seven eggs in my God's eye basket and let out the other hens and rooster to roam free range. Crossing the barnyard, I unlatched the barn door with a sliding pull. Our milk cow, Belle, was ready to be milked. Her sack was full, and as I squeezed her udders with a few squirts, my little silver pail was full. Releasing her from her stall, I listened to her ring her tiny brass bell as she made her way to the nearby field to graze. Our collie dog Sparky rounded the side of the barn and followed me into the cabin to wait patiently to be fed. Our closest neighbors were about five miles from us in this hilly country. The preacher, Reverend Thomas Carter, and his wife Martha came the morning of the funeral bringing some flour, sugar, and a sack of golden and red delicious apples. Martha would make fried apple pies that she was well known for. Granny was preparing chicken and dumplings, fresh green beans cooked with onion and corn bread. Ladies from our church brought ham, fried chicken, biscuits, and gravy. John's sweetheart Sarah and Fogelman brought collard greens and soup beans. Her mother and father brought her and supplied their delivery wagon to haul mother to the family cemetery in Little Pumpkin Valley, close by Compromise Church, established in 1886. Upon arrival at the little country church, the church bell rang out the number of years of my mother's life. My grandmother lovingly snugly tucked a star of Bethlehem quilt all about my mother. Next to the dried wildflowers in my mother's hands, I placed a sprig of lilac, which was her favorite flower. The congregation sang Amazing Grace without musical accompaniment when it dawned on me the name selected for my infant sister Melody Grace. I sat on the hard oak pew between my brothers, holding tightly to their hands. My tears flowed freely for the love of my dear mother. Kinship ties in the mountains stretched to cover heartache, death, new birth, poverty, want, and an abiding love. Upon leaving the church graveyard, most folks had packed away some ham biscuits and fried apple pies for the trip home. At the hearth, a colicky baby was held and rocked to an old mountain melody. A song as timeless as the mountains and as heartfelt as birdsong at break of day. Home a shelter from the harsh elements of time, weather, and decay. A refuge to keep out disloyalty and corporate greed, ten years passed as a dream, we settled into a routine of day to day living. Granny and Papa had raised us, teaching us the values of work ethic.